Vâng, với lứa tuổi của chị là 39 tuổi thì tỷ lệ thành công sẽ cũng sẽ không thể cao bằng với những bạn trẻ hơn dưới 35 tuổi làm thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chị không có thể không thành công được. Vì tỷ lệ với người 39 tuổi mà với những yếu tố thuận lợi khác thì vẫn có thể thành công cũng khá cao, khoảng độ 30 đến 40%. Đấy. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chị nên đi đi khám để xác định xem có gì bất thường khác kèm theo hay không. Và một điều nữa là với lứa tuổi như chị và cũng như tất cả những người khác ấy, thì chị cũng nên chuẩn bị những cái thuốc uống trước như là sắt và axit folic, là những cái mà rất là cần thiết cho thai kỳ sau này. Chúc chị là nhanh chóng có con.